thì nấu lên xong rồi á, nhưng mà cái nếp gừng này nó ăn vô rất cay, nhưng mà dưới điều kiện là mình dùng cái đường tán, mình vừa ăn vừa mình uống nó thì nó không bao giờ cay. Nên ra là ta ăn nó vô, mà ăn vô mà phải ngồi trong cái chỗ để mà xong ăn vô thì ngồi trong nó kính, thì nó ăn vô xong nó nóng nó ra mồ hôi, ra mồ hôi xong rồi bắt đầu lại tiếp tục là bỏ nó ra rồi đem cái cháo mà đã đun sôi rồi lên rồi xong, mà cái hơi cháo đó nó ra mồ hôi thôi. Và sau khi ra mồ hôi xong thì ta thấy là hầu như là không có còn bệnh tật gì nhiều. Và như vậy là Việt Nam mình đã có cái phương pháp đó rồi, nhưng mà có lẽ tôi nói là Việt Nam mình có một cái phương pháp dùng nhiều chữa bệnh mà từ trước nay không ai hề biết. Ở miền Bắc ấy, thì họ nấu bánh chưng, còn miền Nam chúng ta thì nấu bánh gì? Bánh tét. Thì khi mà hàng năm ấy, thì tôi nhớ 30 Tết ấy, thì cả nhà xúm lại là nấu bánh tét ấy, thì con cái rồi thì nó ngồi xung quanh cái bếp hồng, mà ở ngoài thì trời là xe đúng không? Ở ngoài Bắc thì còn lạnh nữa, thành ra cái lúc đó là cái hơi nóng là rất cần thiết cho ta. Và ta ngồi kế bên, mỗi người bỏ một cái cây, bỏ là một cái nhánh vô cho nó nóng. Rồi khi nó nóng lên thì người ta ngồi nói chuyện, một cái nồi bánh tét, một nồi bánh chưng từ 7 tới 8 giờ đồng hồ nó chín được, thậm chí là 12 giờ đồng hồ nó chín đó. Chứ không phải còn nếu mà người nào muốn 3-4 giờ thì bỏ pin cho nó. Còn là đây ta nấu đúng là 10-12 tiếng ngồi. Và khi gia đình vợ con ngồi nói chuyện với nó rồi tâm sự nhau trong cái lúc mà cả năm trên vắng lặng. Nhưng mà cái hơi nóng nó làm cho người ta nóng lên, người ta quên đi cái nóng, rồi người ta nói chuyện là mê say. Nhưng mà thực ra ngồi quanh cái bếp hồng mọi người nhớ bám là không đỏ hết. Nhưng mà khi xong rồi là tới sáng rồi thì mình vô cái là có nhiều khi tắm rửa xong cái là ra chợ Tết. Nhưng mà cái đặc biệt là khi về quê làm trận về mà không ai bệnh cảm gì hết, người nào cũng khỏe. Mà nghĩ tại sao nó khỏe vậy, thực ra là nhờ cái sức nóng của đó. Và nước nóng nó chắc chắn là nó phải trên 60-65 độ, mà như vậy mà phải chịu đựng cái sức nóng nó suốt, là tại vì mình ham nói chuyện rồi mình tâm sự gia đình rồi mình đã biết từ bữa rồi mình thấy nó nổ nó cháy rồi mình cũng thấy vui vui ha. Nhưng mà thực ra đó là cái phương pháp chữa bệnh của người Việt Nam mà mình không hề biết được ha. Và trở lại cái vấn đề ở miền núi Việt Nam mình á, thì lúc mà tôi đi Hà Giang á, thì lên Bà Thẻn để mà nghiên cứu vấn đề đi lửa của người Bà Thẻn, thì mới thấy là đặc biệt này là mấy cái cháu trai này là cho quần áo mặc nó mặc không mặc, không mặc quần nó thấy còn đen vậy đó. Mình ra là hỏi cái ông mấy người ông gia dân tộc hỏi tại sao các ông mặc quần áo cho nó, mà để cho nó nhiều đứa này bây giờ là bảnh chụp hình là mặc áo quần, chứ có đứa nó trần thường nó nhảy nó chạy đó. Thì hỏi tại sao vậy, thì họ chỉ nói một câu, không con nít nó không có biết lành. Con nít không biết lành nó cứ nhảy vậy đó. Thực ra là họ đã có cái cách trị rồi, tức là làm gì làm ban đêm ấy, thì họ cũng ngồi quanh bếp hồng. Mà mình thì một năm lần thì họ ngày nào cũng ngồi quanh bếp hồng. Tại sao vậy? Tại vì ở đó không có gì chơi hết, tối cứ đốt lửa rồi ngồi xung quanh này nè, rồi cứ thằng nào uống rượu uống, còn thằng nào nói chuyện nói, xong rồi tắt ra cái bắt đầu đi ngủ. Nhưng mà cái nhà vẫn được sưởi ấm bởi cái than hồng. Vì sao? Vì than củi trong công sở thì cứ đi về con đóng củi dục là ngon lành rồi. Nhưng mà cái điều đặc biệt mà mọi người thấy là chụp được nó mình rất là kỳ diệu, đó là cái giường nằm bên cái bếp lửa. Thì tôi lại hỏi cái giường này làm cái gì đây nè, mà mấy ông để đây thì đâu nó không, cái này dành cho mấy người già, mấy người bệnh để họ nằm ở đó, thì họ không bao giờ bệnh mà không bao giờ già mẹ tự cho nằm mọi người thấy. Cho nên ngay cái người dân tộc, ngay cái người dân tộc, người dân tộc á, cái tính nhân văn họ cao thế đó, là tức là cái người mà già bệnh rồi họ cho cái giường nằm cái đó sáng nằm già đi sôi sổi. À, bây giờ chúng ta sẽ thấy là bây giờ người ta bắt đầu sử dụng cái nhiều liệu pháp để chữa trị nhiều. Nhưng mà tôi nói phải cái hay nhất là Hàn Quốc với Nhật Bản này. Thì mọi người thấy ở bên Việt Nam đó nha, là cái giường mà để mà làm giường nhiệt thì thực ra cái đá đó chính là cái đá mà chúng ta đang xài đó. Nhưng mà Hàn Quốc thì Nhật Bản nó sai ra rồi nó giặt những cái viên nó thành những cái viên mà dẹp dẹp vậy nè, rồi nó kết thành cái giường, nhưng thực ra là đá ba gian hết, là đá hết và nó cho nằm ở trên đó. Nhưng mà mọi người nên nhớ cái đá nó không phải là cái đá nguyên chất đâu nha, mà nếu mà nó mài giống như chúng ta làm thì không có tiền đâu mà làm nổi, nên là nó đắt lắm. Thành ra là nó dập viên, dập thành cái đó là kết thành cái giường. Và Hàn Quốc thì nó bán 40 triệu cái giường đó, nhưng mà Nhật Bản thì bán tới 70-80 triệu. À, thì để tôi nói để mọi người thấy
là họ đã biết cái áp dụng cái này rồi. Nhưng mà ứng dụng cái tên điều trị mà ung thư trên thế giới mà mình dùng nghiệp thì vui nhất là cái anh ở bên Trung Quốc. Ở Trung Quốc cái gì anh làm, nghe ta nói bắt chước, mà cái bắt chước hay của Trung Quốc ấy, đây này, anh mới làm cái một cái miếng này đốt lửa là anh nằm trên đây. Đấy, đây chứ mình em bay là cái này làm cái này nó rớt xuống mình không chết cắt. Thì mọi người nhìn thấy cái cách đốt lửa vậy để mà mong chữa được khỏi bệnh này, nhưng mà đâu phải dễ. Em thì họ đã có cái ý niệm đó rồi. Và như vậy thì một cái ung cái viện ung thư quốc gia của Mỹ họ đã nói các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhiệt độ cao có thể tiêu diệt được tế bào tử. Họ nói là điều khẳng định rồi. Và một cái nữa là ở cái hiệp hội ung thư Mỹ họ nói nhiệt độ cao có thể giết chết tế bào ung thư hoàn toàn. Thế thì nói vậy nhưng mà giải pháp sao? Thì cái chuyện đó là của họ, còn chuyện của chúng ta là hai chuyện đã. Thành thử là khi những người bị ung thư là tôi hỏi hỏi về cái vấn đề mà bệnh ung thư đó, là dùng cái đá đó, thì tất cả đều nói là rất là hạ lùng. Khi chồm đá vô thì họ cảm thấy yêu đời hơn, tự tin hơn, và cái đặc biệt là ăn rất ngon, ngủ rất ngon và hồi phục rất nhanh. Cái đó là chính là gì? Chính là giúp cho cái thân nhân tăng lên và làm cho cái sức đề kháng của cơ thể mạnh lên. Rồi chút xíu tôi sẽ cho mọi người cái lý do tại sao mà người đó là không còn sợ nữa và không còn muốn chết nữa. Và cái hành vi pháp thì có lẽ là anh Thái thì với tôi là kinh nghiệm cái này. Anh Thái đi theo tôi ra Hà Nội thì anh Thái nói là cái tay anh đau quá, anh Thái nó đau quá. Thì bây giờ thầy ơi, bây giờ thầy bấm cho tôi bấm cũng mất, anh chồng đá nó cũng mất. Thế cuối cùng tôi nói thôi giờ còn cái chiêu cuối cùng, tôi lấy hai cục đá tôi đẩy trong ngăn lạnh đó. Rồi tôi đưa tôi hai cục tôi ôm em đá ngủ đi. Thì một cái lạ lùng là anh ôm vô xong sáng để thức dậy là nói anh đã giảm đau rất là nhiều rồi. Thì anh Thái mọi người không biết được chị ngồi xa. Thì tôi cũng thấy đó là, nhưng mà thực ra là cũng có cái nữa, tôi là bị gút, nhưng mà tính toán tôi bị đau lại là do ăn quá, ăn nhiều quá. Bởi vì mỗi lần đi Hà Nội thì tôi như là ăn uống nhiều quá mà. Rồi cá thịt rồi là hôm tôi với anh Thái là tôi bước lên cái thang lầu đau lớn thì không nổi, và cái đầu gối tôi đau thì là đau. Thì tôi thấy ông này hết rồi, chắc ông hết mình cũng thấy hết. Rồi tôi cũng bỏ đá lại vô, tôi chồm, mà tôi chồm vô xong ấy, thì phải nói là nó kỳ diệu vậy. Thì là tôi chồm vô xong thì chỉ trong vòng có 2-3 giờ đồng hồ là tôi đi lại bình thường, không còn đau. Và từ đó tôi mới nghĩ ra là cái chuyện lạnh này nó chữa được nhiều chuyện lắm mà từ trước nay mình phát hiện. Mình cứ nghĩ tới cái nóng thôi. Thành ra là tại sao phải chị bị đau cái cuốn gối mà tôi rời nó thấy nóng, tôi nói thôi đừng dùng nóng, phải dùng lạnh. Hồi nãy nếu như mà có đá lạnh thì mọi người sẽ thấy một điều kỳ diệu xảy ra. Chị này sẽ đi ào ào nhưng không có giống vậy. Nó hay gì đấy chứ. Và cuối cùng ấy, là tôi mới nói với anh Thái, tôi nói thôi bây giờ đó là ông lên mạng anh coi đi để cái hàng biện pháp mà chữa sao. Thì anh đưa cho tôi cái chữ cryotherapy, mà từ đó tôi mò ra và tôi viết ra cái bài này. Và tôi thấy là trên thế giới họ đã dùng cái làm để chữa gì, chữa sưng nóng đỏ đau. Cái chỗ nào sưng, chỗ nào nóng, chỗ nào đỏ, chỗ nào đau, cứ lấy đá mà đắp vô phải đau đi. Tất nhiên có những cái là dùng cái nóng để cho khỏi, có những cái dùng cái lạnh để chữa khỏi, có những cái vừa nóng vừa lạnh thì cái đó là người ta tiếp tục nghiên cứu thêm. Còn nếu mà phổ biến cái công trình mình nghiên cứu để làm thì tôi chưa có cơ hội để làm được mấy điều đó. Tôi cũng mong rằng mọi người nắm được cái cơ bản của nó để tự mình làm. Và khi mình làm có hiệu quả rồi đó thì sau này năm sau tôi lại đây mọi người tiếp tục báo cáo. Ok. Và không những là cái báo cáo của những người tham gia đây mà những cái người ở trên thế giới mà tôi đi tới đâu tôi đều phổ biến, và mỗi người cho một cái kinh nghiệm. Và kinh nghiệm đó mọi người làm gì, mọi người dễ lắm. Ở đây mọi người có ai chơi Facebook đâu, chơi tao lên đây cũng có. Thì bây giờ vô kết bạn cho tôi thôi, mà người đến cái chữ Dư Quang Châu mà rõ luôn nha. Rồi thì ở trong đó có cái con chim đại bàng, thì mọi người vô trong đó rồi xong đó là
là vì là ngày nào tôi cũng đưa những cái bài mới lên đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu đó. Cũng như đây mọi người báo cáo kết quả thì mọi người đừng có nghĩ là cái kết quả mình báo cáo là chỉ có mình đây biết không, cả thế giới đều biết. Và nhờ những cái lời nói của mình ấy, là cứu giúp được bao nhiêu người. Cái công đức này lớn lắm, công đức này lớn lắm. Thành ra là mình nói mình làm tốt cho mình thì cũng có nghĩa là mình giúp ích lợi cho xã hội. Ok. Chúng ta thấy cái hành pháp người ta đã dùng cái phương pháp để làm để cho ta biết là nó từ đâu rồi. Và một cái điều nữa chúng ta thấy đây là những cái trường hợp mà bị mụn cốc này, bị nốt ruồi là tàn nhang đòi mồi này. Thì ra là người ta có hai cái cách đốt. Cách đốt thứ nhất là nóng là dùng cái laser để đốt cái chỗ đó. Còn một cái thứ hai là đốt bằng nitơ lỏng, tức là âm xuống 150 độ và thổi vô trong cái vết đó làm cho nó bị cô lập và nó chết. Chúng ta thì chỉ dùng chữa bệnh thì có 5-15 độ C thôi, nó không có gây ngoại tử, nhưng mà âm 150 độ C là ngoại tử. Cho nên mình thấy là những cái người mà đi lên cái vùng mà lạnh á, mà lạnh mà âm nhiều, họ đi hết mà sau khi cái chân mà nó ngoại tử xong họ lấy cái chân dở lên, nó chân được bỏ rớt ra trong những đá. Nó ngoại tử hết vậy đó. Nhưng mà chúng ta không có dùng tới mức độ đó, chúng ta chỉ dùng có cái là âm từ 5-15 độ thôi. Và khi mà tìm hiểu là tôi thấy hàng loạt cái công trình nghiên cứu quá khứ của cái hành pháp và những cái người mà nghiên cứu về này đã có đầy đủ rồi. Thì người ta đã nghiên cứu về cái vấn đề trị liệu. Và như vậy trong hành pháp này là những cái báo cáo đây này là ta dùng để chữa viêm cổ tử cung mãn tính rồi điều trị các khối u rồi lao da liễu rồi đủ thứ mà đã dùng cái lần đó rồi. Nhưng mà mọi người cứ nhớ tôi đi, là những cái bệnh gì mà thuộc nóng không cần biết là bệnh gì mà nó là nóng, cứ áp lạnh vô thì nó sẽ cân nặng trở lại và cái lần thì nó ớt lại. Thì một cái điều mà tôi nói là nó đặc biệt vì vừa rồi tôi chữa một cái bệnh nhân bị Parkinson. Thì bị Parkinson thì chưa nóng rồi, nhưng mà cái ông đó ông đến cho tôi đi, thì ông cứ nhắm mắt đi nè, ông mở mắt không được. Thì ông nhờ mở mắt không được ấy, thì sau khi bấm được xong thì tôi nói học trò nó bây giờ lấy đá ngăn lạnh đặt ngay cái chỗ sau cái ống này, thì mọi người biết đó là tiểu não. Thì cái tay người ta mà rung lên là mình nói là nó rung liên tục là do cái phần tiểu não nó bị rối loạn và nó tăng giống như là nó làm cho hưng phấn vậy đó. Thì bây giờ ức chế bằng có chỉ có lạnh mới ức chế được thôi, và khi ức chế bằng cái lạnh xong thì lập tức tay bật. Và này đặc biệt là ông bớt rung xong thì mắt ông đưa nhắm ông mở ra, ông mở ra cái ông chớp mắt tôi kịp chớp, ông chớp được. Thì cái người mà con của ông nói là cái anh bố của tôi 3 tháng nay không có mở mắt, mà sau thầy làm cái chiếu vậy cho bố tôi mở mắt rồi xong là cô này bố mới thầy cho tôi đi ra ngoài chút nha. Thì bữa sau thầy dẫn cái cô bác sĩ chuyên khoa mắt lại vì bản thân nha, mà nói là em ơi em coi thử coi bố của chị 3 tháng nay em chữa không có vui vậy, ông này ông mới có làm chút xíu bố tôi mở mắt. Thì cái cô mà bác sĩ của đến cô dặn mắt coi thấy có luôn này chị cô không biết sao kỳ. Mà chỉ có đơn giản thôi, lấy cái đó là đắp vào đây thôi. Và chưa nói tới cái chuyện là sau khi phát hiện ra đó thì cũng phát hiện được nhiều thứ lắm. Tức là một người mà ra một khối tay mà ra rong rong như đây thì tôi chỉ đặt đá vô hết cả mọi người. Là vì sao? Khi ra một khối tay là do cái giao cảm, do cái hạch giao cảm. Và ở đối với bác sĩ bây giờ thì hồi trước người ta mổ lấy cái hạch đó ra, cái thứ hai bây giờ người ta mổ nội soi người ta chấm cho nó chết cái hạch đó ra, nhưng mà không có biết cái hậu quả sau khi cái giao cảm nó không còn nữa. Nhưng mà riêng cái đá mà lạnh khi đặt vô hạch giao cảm thì lập tức nó cô lập liền và nó mỏi không ra được, nó không làm chết mà làm ức chế, bị cái lạnh nó ức chế làm cho bên kia không có cường lực lên nữa. Cái đó là cái kỳ diệu. Và tôi thử nghiệm cho có những người mồ hôi ra mồ hôi trán mồ hôi đầu, có người ra mồ hôi tai, có người ra mồ hôi toàn thân, có người mồ hôi chỉ có ra hai chân thôi. Thì bây giờ cái quan trọng là học để biết cái hạch nó nằm ở đâu và đặt cái nguồn lạnh đúng cái hạch đó thì tự nhiên nó làm ức chế lập tức mồ hôi ra.
Em xin hẹn mọi người năm sau một lúc nâng cao. Ok, và đây là ta đã sử dụng cái phương pháp lạnh để điều trị. Thì mình thấy là cái dùng cái biện pháp lạnh đã chữa mình rất là nhiều rồi. Và con nít sốt thì chúng ta làm lạnh để tránh để cho nó không có bị nguy hiểm. Rồi, tai sưng, đau rát. Còn cái đặc biệt đó là gì? Chảy máu cam. Mọi người nếu mà con cái ở nhà mà thường thường 9 tuổi, 10, 11 tuổi nó bị chảy máu cam, mọi người yên tâm đi. Lấy cái đá mình mình chỉ để qua hai cánh mũi, chứ đây một xíu thôi, một xíu không ra máu. Chứ hồi xưa tôi nhớ mỗi lần chảy máu cam, thầy giáo nhắc hai cái cục phấn ngay đây, đi lông nhông nhông. Thì mình mới thấy là tính theo thầy giáo mình không hiểu được cái này. Và nếu như chúng ta biết cách, chúng ta làm cách dễ dàng. Như ăn sô-cô-la nhiều nó nóng có thầy khi chảy máu cam. Thì khi mình chảy là nó vỡ mấy cái mạch máu mà mạch ở trong đây nè. Thì mình chỉ làm lạnh nó coi nó lại, làm trở lại thì không ra được. Đất này là... Cho nên mình thấy trong những trường hợp hồi xưa tôi làm bệnh viện á, là bệnh viện mà bệnh nhân mà bị lao phổi á, thì họ bị kháng huyết, họ ho máu ào ọc vậy. Thì tôi chỉ lấy miếng đá là chườm ở hai bên ngực, rồi cho ngậm miếng đá từ từ vô thì nó cầm không ra máu nữa. Thì ra cái sức lạnh, cái dùng để lạnh để chữa bệnh là có từ lâu rồi. Và như vậy á, trong cái hành vi pháp người ta đã dùng cái này để chữa ung thư rồi. Vì lý do là sao chứ? Tại cái vết mổ á, mà mổ bằng cái tia laser thì nó nóng nhưng mà nó lại làm cho cái tế bào thư á, nó có đường chạy, còn cái lạnh này nó không có đường chạy. Tại vì mình làm ra độ cô lập cái đó. Và cái đặc biệt của cái dao mổ hoặc lạnh á, thì khi cắt tới đâu thì nó cầm máu luôn tới đó. Tất nhiên là cái lạnh này không phải lạnh như cái độ lạnh mình, mà họ làm âm 160 độ C. Cho nên là để đến đâu là cầm máu đến đó liền. Thành ra tôi mới nói với mọi người đó, mình có cái cục này để nhà cấp cứu hay không? Lỡ nó đứt tay, tức chân ấy, mình hoang hay. Tất nhiên là cục đá bên dưới sạch bỏ ngăn lạnh như mình để đá mà dơ. Thì bị vừa đứt tay, tức chân xong ấy, mọi người chưa kịp cấp cứu, cái lấy đó là đằng nghe đó, nó còn là đứt cầm máu đi. Thầy, chảy máu, chảy mồ hôi á, thì cầm cái đá lạnh. Không cầm đá nghe lạnh, đá lạnh là cái tay thôi, còn phải để ngay cái hạch giao cảm của nó. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983792206, 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.